Thank you, La Russell. Okay, welcome. Thank you, La Marcus. Thank you, Marcus. Thank you, La Anna. Anna, and you? Jamie. Jamie. Hello. Hello. Dân chơi bia Lào đây. I like Baba. Tiger. No, Tiger. Saigon, Hano, Huda. Huda beer from Huế. Vâng, chị em lưu ý là khi khám phá không nên mang theo dép ngành, bởi vì đi rất là khó để di chuyển. Trong quá trình chúng ta có thể di chuyển nên mang giày bata hoặc là những giày thể thao, nó sẽ dễ hơn. Nếu như bạn nào lùn quá thì có thể là miễn phí. Bây giờ mới thấy là những người có chiều cao khiêm tốn là rất là lợi thế, đúng không? Đấy. Đấy, mấy chân dài thế này bây giờ đã cảm thấy cái độ bất lợi chưa? Học lái xe này khó không em? Thế em có gia đình chưa? Thì em có gia đình và ui, bẻ lái quả này mà về gặp chồng nó thôi, bẻ phát nào đi phát đấy, đúng không? Bẻ cả đã chết quắc liền. Thiên đường. Đấy, và thiên đường để nhân động. Đấy, thiên đường để nhân động và cái động gọi là được xác lập kỷ lục 2 kỷ lục Guinness. Có lẽ chúng ta phải cảm thán đến mấy cũng phải đến. Và phải đi đến tận cuối động để có thể trải nghiệm với cảm giác mệt như thế nào, mà mệt thì nó sẽ sướng ra sao. Xin chào các bạn cùng đến với Tung Tăng TV. Chúng ta đang ở động Thiên Đường của Quảng Bình. Và động Thiên Đường này cách thành phố Đồng Hới khoảng 60 km về hướng Tây Bắc. Và thưa các bạn, động Thiên Đường được mệnh danh đó là hoàng cung trong lòng đất. Và ở đây có những cái gọi là thạch nhũ hay là những cái quang cảnh thiên nhiên, nó rất là tuyệt vời và thu hút khách du lịch. Thưa các bạn, đối với động Thiên Đường này thì chúng ta hoàn toàn có thể trải nghiệm tất cả những cái hành trình phía bên trong, cũng như là những cái khung cảnh cực kỳ tự nhiên mà hình như là thiên nhiên đã ban phú cho tỉnh Quảng Bình. Thưa các bạn, có thể gọi là động Thiên Đường, với một số người gọi là Thiên Đường Cave, đó là tiếng Anh, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào phía bên trong để trải nghiệm xem như thế nào, bởi vì đây là một cái động khô được mệnh danh là dài nhất châu Á. Ok, lên đường thôi các bạn. Khi đi du lịch và khám phá Quảng Bình, nếu bạn chưa đi thăm các hang động thì có thể nói rằng bạn chưa đến Quảng Bình. Có câu nói đùa rằng khi đi Quảng Bình là phải khám phá cave. Đùa nhưng mà đó là thật, bởi vì cave trong tiếng Anh có nghĩa là hang động. Lại nói về hành trình đi di chuyển đến với động Thiên Đường, một nơi được mệnh danh là hoàng cung trong lòng đất. Tất nhiên, Quảng Bình thì ai cũng biết rõ có rất nhiều hang động nổi tiếng mà các bạn nước ngoài rất thích, đặc biệt là khách Tây. Hang động đẹp thì nhiều nhưng không phải ai cũng có thể đi là được. Đơn giản, nếu như không có sự quy hoạch của du lịch thì người già và trẻ em muốn khám phá cũng khó đi để có thể ngắm những tuyệt phẩm có trong lòng đất mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Bình. Bởi vì nếu không phải là dân khám phá chuyên nghiệp thì rất dễ xảy ra rủi ro, trong khi khách du lịch thì chỉ có nhu cầu muốn tham quan nhẹ nhàng cũng như an toàn. Việc khám phá đã có các chuyên gia lo. Nói đơn giản một câu chuyện, nếu bạn muốn đi chơi cùng với gia đình, bồng bế con mà leo trèo thì làm sao được, nên chắc chắn động Thiên Đường sẽ là nơi bạn đến khi về với mảnh đất Quảng Bình. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng quan sát cái khung cảnh ở phía bên ngoài của động Thiên Đường, cái khu vực chúng ta sẽ đi vào mua vé. Ở đây thì không khí rất là tấp nập, và đặc biệt vào những ngày lễ lớn hoặc là những ngày nghỉ thì hầu như kín khách du lịch. Cái cung đường đi lên đây thì cũng không quá khó khăn, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển bằng xe ô tô hoặc là xe máy lên đây được. Ở phía ngoài này thì bán những đồ lưu niệm, nước giải khát, và đặc biệt có những cái món ăn đại loại như là trứng gà rừng. Đấy, còn gà rừng thật hay không thì cái đấy mình không rõ, nhưng mà mình cảm nhận là ăn sẽ ngon. Chúng ta sẽ đi vào phía bên trong. Điểm bán vé thì những người đi trước của mình đã mua rồi.
Vé ở đây là một vé bao nhiêu tiền em gái xinh tươi? Bao gồm vé xe điện đúng không? Còn điện là miễn phí đúng không? Một người đi vào cả đi ra 25 ngàn một người. Có cái gì miễn phí nữa không? Không à? Dạ. Rồi anh cảm ơn. Rồi mình đi vào thôi. Đi vào. Có lẽ chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều hình ảnh từ tất cả những người anh em trải nghiệm về động thiên đường này. Thì thực sự ra thì đến với động thiên đường sẽ là đến với cung cảnh thiên nhiên. Tất cả mọi du khách và đặc biệt những du khách châu Âu rất là thích cái cảnh quan ở động thiên đường này của tỉnh Quảng Bình. Và có lẽ chúng ta đi du lịch thì nên chuẩn bị cho mình một bộ áo quần kiểu quần short và giày thể thao thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì quá trình leo trèo sẽ rất là vất vả, cho nên các bạn nếu như mà ăn mặc mà nó quá kín hoặc là mặc áo chống nắng các thứ vào đây thì sẽ khó khăn cho cái việc di chuyển. Ở đây là quầy bán vé. Vé đã bán thì miễn trả lại. Tóm lại là mua rồi là không được trả đúng không? Đúng rồi. Đấy. Còn đây là bảng giá vé các bạn. Thì ở đây vé tham quan giá vé người lớn là 250.000. Giá vé trẻ em thì trên 1m3 cũng tính như giá người lớn. Còn từ 1m1 đến 1m3 thì 125.000. Nếu như bạn nào lùn quá thì có thể là miễn phí. Nhưng mà như thế này thì chúng ta sẽ thấy là những bạn có chiều cao khiêm tốn thì sẽ rất là lợi trong vấn đề đi mua vé đến với động thiên đường. Rồi, ok, đi vào phía bên trong. Bây giờ mới thấy là những người có chiều cao khiêm tốn là rất là lợi thế đúng không? Đấy. Đấy, mấy chân dài thế này bây giờ đã cảm thấy cái độ bất lợi chưa? Bạn pin dân mà miễn phí nhá. Đây, những đồng chí kiểu nho nhỏ như thế này là vào miễn phí nhá. Đấy. Đi, ở đây thì sẽ có một loạt xe điện và được điều khiển bởi các em gái. Mình sẽ chọn một em gái nào đấy cười tươi tươi tí để chúng ta có thể ngồi chèm gió tí. Có lẽ áo trắng là hợp lý đây. Áo xanh cũng được, áo trắng cũng được. Không cho lựa chọn luôn, mình cứ nghĩ là sẽ được lựa chọn. Phải đi. À, phải đi đúng không? Dạ. Bây giờ anh ngồi lên đây được không? Dạ được. Chào các bạn ạ. Đây là một gia đình của mình hả anh? Đúng, một gia đình. Thưa các bạn, thì chúng ta đang còn trên đường để đi vào hướng của động thiên đường. Như mình đã đùa với các bạn thì ở đây thì sẽ có hai cách gọi. Cái gọi thứ nhất đó là động thiên đường. Cái thứ hai, bà con hay gọi theo kiểu tiếng hơi Tây một tí là thiên đường ca ve. Cho nên là chúng ta sẽ có hai cách gọi và sẽ đi vào phía bên trong. Thì cái cảm giác của mình khi ngồi lên xe điện nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Và đặc biệt những người lớn tuổi, trẻ em hoặc là những người sức khỏe không được tốt lắm, chứ không phải là yếu. Yếu thì ở nhà rồi, không có đi du lịch làm gì. Sức khỏe nó không tốt lắm thì cũng có thể di chuyển bằng xe điện. Tất nhiên thì bước chân vào cái động thiên đường này thì các bạn di chuyển từ phía ngoài vào. Và đến khi khám phá động thiên đường thì các bạn phải đi bộ, chắc chắn không có xe nào đưa. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Đấy, lúc đó nếu như mà mình có yếu quá thì sẽ phải nhờ một người hoặc là cô gái áo xanh kiểu nõn chuối như thế này đây đưa chúng ta đi. Sẽ cõng anh lên. Sẽ cõng anh lên, nhưng mà vấn đề bây giờ cân nặng anh hơi to một tí. Nhưng mà em cõng được. Vẫn cõng được. Đấy, cái sự nhiệt tình là nó thể hiện ở cái chỗ như vậy. Quan trọng nhất là chúng ta đến đâu mà du lịch mà cảm thấy người dân ở đó cũng như là tất cả những cái dịch vụ ở đấy thân thiện nhất thì đó là một cái cảm ứng tuyệt vời nhất để có thể đến với những cái nơi mà chúng ta muốn đến. Bây giờ đi thẳng vào nha. Ở đây mà không thân thiện cũng phải thân thiện, bởi vì gặp được người đẹp trai và vui vẻ như anh thì cũng phải thân thiện hết ạ. Đời khó đúng không? Nhiều lúc anh hiền lành quá, nhiều lúc bị bắt nạt nhiều em ạ. Nên là
em nói là anh dễ thương và đẹp trai, em chưa khen anh hiền lành. Đấy, cái hiền thì đó chốc nữa rồi sẽ hiểu đúng không? Hoặc là khi mà đêm buông xuống biết hiền hay không, còn lại bình thường ban ngày thì thấy vẫn là còn được. Ban ngày thì thấy cũng tạm tạm. Từ đây vào trong cái chỗ mà chúng ta xuống là mấy cây em nhỉ? Dạ, mình đi xe điện này có chiều dài là 1600m. Rồi hết 1600m này là mình mới tới chân đồng thôi. Đúng rồi. Còn từ chân đồng là anh chị phải leo bồ lên tới cửa đồng nữa. Con đường leo bồ thì có hai đường để gia đình mình lựa chọn đó. Một đường làm bằng bậc thang là 524 bậc đấy ạ. Rồi một đường bê tông thoai thoải có chiều dài là 600m. Đi lên thì mình nên đi con đường thoai thoải, rồi lúc đi xuống đường bậc là phù hợp nhất. Rồi hết cái đoạn đường đó là có một cái nhà gọi là cái nhà chờ dành cho khách dưới này đi lên là mệt nghỉ trước cái nhà chờ đó. Cái nhà chờ đấy là cái nhà đấy là kích thích mọi người đấy. Ví dụ như là những ông mà leo từ dưới lên đang mệt thì những ông từ trên xuống bắt đầu làm câu là anh ơi phía trên đẹp lắm, thế là thế lại bắt đầu cắm mặt đi tiếp đúng không? Rồi tới cái nhà chờ đó có hướng dẫn miễn phí ngồi được sẵn ở đó. À thế à? Rồi, cũng có những người xinh và nhiệt tình như em không? Xinh hơn gấp mấy lần mấy em rồi đó. À thế à? Rồi mình lên đó liên hệ một hướng dẫn để họ đi hướng dẫn chi tiết cho mình trong đồng ha. Bởi vì hướng dẫn là miễn phí, mình muốn bồi dưỡng cho họ thì bồi dưỡng hoặc không thì thôi, cái đó tùy thôi. Cái đấy tùy và tùy tâm. Không bắt buộc. Đấy. Đúng rồi. Thực sự ra thì cái vấn đề mà cái hướng dẫn tùy tâm và cái gọi là tip tùy tâm thì nó cũng tương đương với nhau à. Ví dụ như là nhiệt tình thì người ta cũng sẽ tùy tâm. Còn lại mọi thứ thì cũng phải. Em làm ở đây lâu chưa? Em làm cũng 5 năm rồi anh. 5 năm thế thì học lái xe này khó không em? Nhà cái này quen rồi cũng dễ, đầu tiên thì khó nhưng bây giờ cũng dễ thôi. À thế à? Thế thì em có gia đình chưa? Dạ em có gia đình và ui bẻ lái quả này mà về gặp chồng nữa thôi, bẻ phát nào đi phát đấy đúng không? Bẻ cả là chết quắc liền. Đấy anh nghĩ là cái công đoạn mà học lái khó nhất là vào số, nhưng mà ở đây cần số nó trơn trơn thế này thì anh nghĩ là em bẻ hơi hành tráng đấy. Quen rồi. Đây và đây là phải leo bồ để em cũng rất vui. Nói chung là vào đây thì một ngày công chỉnh tiểu một ngày được 100.000 mà gặp được như anh thì cũng bằng cả triệu đối với em rồi. À thế à? Nên em cũng để đi ra đi xe khác, nên em cũng chào anh và chúc anh với cả gia đình là sức khỏe và có một chuyến tham quan thật là vui vẻ nhá. Rồi anh cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Rồi. Hy vọng năm mình ai cũng sẽ đi hết đồng, đừng bỏ cuộc nhá, bởi vì đồng rất là đẹp đấy. Chúng ta sẽ dừng xe ở đây. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, chúc em gái ngày mới vui vẻ nhá. Rồi. Vâng, thưa các bạn, thì chúng ta bắt đầu khám phá. Hello! Check up photo. Các bạn mà du lịch trải nghiệm của nước ngoài thì rất là thích GoPro bởi vì là có thể là điều khiển bằng giọng nói. We can control by voice. Yes. Yeah. Nice to meet you. Hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người trải nghiệm với cảm giác lên với động thiên đường. Chính xác hơn là chúng ta sẽ đi lên đỉnh. Hello. Chúng ta sẽ lên đỉnh và thưởng thức cái cảm giác lên đỉnh nó sướng và nó vất vả như thế nào. Thì sẽ phải đi lên một cái cung đường nó hơi xa xa. Ở đây thì sẽ có hai cung đường, các bạn sẽ quay lại và xem. Đây. Đây đường lên đạo đây. Đi đường trước. Rồi bây giờ là sẽ có hai cung đường này. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi theo đường bậc thang, hai là đi theo đường thoai thoải. Đi theo đường thoai thoải thì sẽ thích hợp hơn với những người lớn tuổi hoặc là những em bé. Mình cũng là em bé cho nên mình sẽ chọn đường thoai thoải. Cái gì dễ thì nó sẽ đi từ từ thôi. Thực sự ra là những bạn khách nước ngoài rất là có hứng thú khi đến với mảnh đất Quảng Bình, bởi vì Quảng Bình có rất là nhiều điều để các bạn trẻ nước ngoài khám phá, đặc biệt là dân phượt thủ. Đây xung quanh là những khung cảnh rất là còn hoang sơ, cây cối sùm. Mình sẽ đi đến đây chém gió với các bạn là khách nước ngoài cho vui. Hey, what do you feel? Yeah. Okay. Follow this way. Where are you from? Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, Spain. Yeah. Oh, Australia. 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 And you? Australia. Australia. England.
England. England. Oh, so nice to meet you. Yeah. Where are you from? I come from Vietnam. I just local in here. From here? Yeah, from here. Is this a day off, a holiday? Yeah. Nice. It's beautiful day today. Yes. A bit too hot. So hot. So hot. Yes. It's okay. Is your first time in the caves? First time, yes. Yes, me too. we went to Phong Nha Cave yesterday. Phong Nha Cave. Phong Nha Cave. Phong Nha Cave. Phong Nha Cave. And arrived here. And today here. Wow. And also. Exciting. You know, little ducks, quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Ah, little duck. Do you? Later we go to see the. Do you know the video from YouTube? No. Where? Oh, your videos? Yes. Oh. From Master Duck. Xin lỗi các bạn vì mình vừa đi về chém gió cho nên là hơi thở nó hơi gấp gáp một tí xíu nhưng mà không sao. I speak Vietnamese. Okay. Test boy. Test boy. Tôi tôi tên là Anna. Bạn tên là Anna. Đến từ 22 tuổi. 22 tuổi. Yeah, yeah, so young girl. 22. 22. Yeah. Yeah. 25. 25. 25. 25. Yeah. I knew how old are you? 28. 28. 28. What? Youngest. Yeah. Yeah, we're big. I'm small. Yes. Ok, những bạn khách nước ngoài rất là vui vẻ, tạo khí thế cho chúng ta có thể trèo lên. Do you meet Master Duck? Do you meet Master Duck? Mr. Queen? Mr. Queen? Yes. No? Queen in Master Duck. No? What? I told you this guy to meet the queen. I told you. The same mate to you. Oh, yes. Oh, iPhone, not a real me. mình sẽ giới thiệu cho các bạn đấy biết cái anh chàng đôi vịt. Oh, it's so hot. It's so hot. So hot. You can see. My team. Oh. Oh, it's you. Yes. Hey. Okay. Yeah. Today we go see the duck. Yeah. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. And Donald Trump office. Hmm? Do you know Donald Trump office? No. No. It's a buffalo. Oh, yeah. Xin kiểu ảnh với... Ok. Dạ. Chúc mừng rồi. Ok. Lên, ngửa mặt lên. Thank you. Thank you. Okay. Follow this way. So very fun to. I think it's very fun to, that, to ride the buffalo. Một hai ba zo. The same mean cheer. Cheers, cheer, yeah. Yes. Cheers, yes. And we don't have happy water. Happy water. Happy water. Happy water. Yes. Water. 100% yo. The sweet lady, as you called her, like, yo, yo, yo. Yo. Yeah. In Phong Nha, when the night, you can working on back club, example, tiger, easy tiger. Oh, easy tiger. Tiger. Sambala, next to easy next tiger. To we stay okay. In easy tiger. So very fun. Yeah, very fun. With a swimming pool. Yeah, look, he has this tiger bracelet. Yeah, he's tiger. Yeah, he's tiger. Where the sister? It's good.
Tên tôi là Russell. Ok, welcome. And tên you? Tôi là Marcus. Tên là Marcus, welcome. Tôi tên là Anna. Anna, and you? Đây là Jamie. Jamie. Wow. Rất là vui. Thì quãng đường nó hơi mệt một tí xíu, nhưng mà chúng ta sẽ tìm được những người bạn đồng hành tuyệt vời như thế này. He said, "You stupid foreigners." Yeah. Foreigner. We're actually mocking. Go, go, go! Have fun. Thở dốc thế. Thở dốc. Lên đỉnh chỗ khác. Lên đỉnh. Nice, I like your shirt. Banana. 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 Banana boy. Banana boy. Thailand model. Thailand model. Nana. 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 Banana. Banana. Đây, ở đây sẽ có những cái vách đá dựng đứng như thế này. Các bạn có thể check-in tạo những hình ảnh lại cực kỳ thống ảo và tuyệt vời luôn. Còn việc chúng ta thì vẫn phải di chuyển tiếp. Hello. Hello. In the phong nha, you can see sunset, sunset and sunrise in the phong nha farm stay. Yeah. Yeah, very cool. Very cool. Đẹp quá. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. So tired. I'm so tired. I'm sweating bucket. I'm sweating. Oh, he's wearing the clothes. Yeah, be allowed. Jamie. Yeah, be allowed. He's ready to meet the queen. Yeah. The favorite beer in the Laos. He needs to meet the queen. Dân chơi bia Lào đây. What's your favorite beer in Vietnam? Yes. I like Ba Ba Ba. Ba Ba Ba. Tiger. No, Tiger. Saigon, Hanoi. Huda. Huda beer from Huế. Yes. So, would you prefer Saigon red or Saigon green? Saigon. The green bottle or the red bottle? Green bottle. Yeah, very good. Uống chai sớm hơn. Uống lon. Thấy Huda mấy anh em cũng không ưa lắm. Còn Sài Gòn thì chắc là phổ biến hơn. Rồi sau một lúc di chuyển thì chúng ta đã đến tới động thiên đường đây rồi. Nhưng mà trước hết thì sẽ phải nghỉ một tí xíu. Ở đây, cái chặng dừng chân ở đây. Ở đây thì theo như hướng dẫn ở đây thì nói là ở đây sẽ có hướng dẫn viên free luôn, miễn phí luôn. Đầu kia sẽ là nơi bán đồ, những cái đồ ăn hoặc đồ uống đâu này. Not in 10 years, they grow only 1.3 millimeter in 10 years. So there's a big one in there, like this one. This one looks like a waterfall. It's about 250 million years old. Have you ever heard about helictite? Helictite? Maybe no. A helictite, not down, not up. Come sideways. You're gonna see the helictite. Just do 7 kilometer tracking in this one. You see many long helictite. Come sideways. This one formed by the wind. Formed by the wind. The local man who found the entrance. He came here not to find out the cave. He came here for hunting, and he found the entrance accidentally. Because when he came here, it's very cool nearby the entrance. And we named this one. Can you see the map of the picnic?
did we stop? My handy. The guy with the saddle. Thank you. We stop here. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trên đường đi xuống động Thiên Đường. Đây là một cái quá trình khám phá có vẻ như là rất là vất vả luôn. Bi ơi đợi bố. Đây. Vào đây thì cái không khí rất là mát mẻ. Very cool. Và ở đây thì các bạn lưu ý là sàn ướt cho nên là đi hết sức cẩn thận. Thực sự ra là bây giờ sàn cũng khô. You can take a picture in here. Take a picture? Yes. I like it. Mọi người quay mặt lại đi. Quay mặt lại nào. Quay mặt lại chụp ảnh này. Quay lại gì đấy.
Yeah.
Thưa các bạn, sau khi chúng ta khám phá động thiên đường thì các bạn thấy thế nào ạ? Đầu tiên thì mình cảm thấy là thấy mệt cái đã. Sau đó là thấy rất là đẹp và rất là sướng bởi vì cái cảnh quan thiên nhiên ở tại động thiên đường này. Và cảm nhận của mình thì các bạn nên là bỏ qua cái mệt và cái sợ để chúng ta có thể bước lên phía trên khám phá, để biết những cái cảnh quan thiên nhiên được tạo ra như thế nào. Như người cho rằng là có thể là do được tạo bởi bàn tay con người, nhưng không đúng, đó là hoàn toàn từ thiên nhiên. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn, và chúng ta sẽ tiếp tục những hành trình mới khám phá cùng Trung Đăng TV. Đừng quên đăng ký, subscribe kênh YouTube nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Con gì ở quê đây? Con ve con ạ. Ve nó kêu về. Con nhỏ không ra ngoài. Bố ơi, con nhỏ không ra ngoài. Bố ơi, mình đi đâu thế? Đi vào đi. Ôi, hello các bạn, chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá động thiên đường, và cảm giác của mình thì bắt đầu cảm thấy mệt. Bởi vì khi mà chúng ta đi lên ở phía trên đó thì sẽ đi cái khoảng cái đường leo dốc, nhưng mà đường phẳng. Còn khi đi về thì các bạn nên lưu ý là đi theo cái con đường gọi là bậc thang, nó sẽ đỡ phải vất vả. Và cảm giác của ông anh đi cùng thế rất nào? Tuyệt vời. Rất tuyệt vời đúng không? Đến với Phong Nha là phải đến với thiên đường. Thiên đường. Đấy, và thiên đường đệ nhất động. Đấy, thiên đường đệ nhất động, và cái động gọi là được xác lập kỷ lục 2 kỷ lục Guinness. Có lẽ chúng ta phải khám phá đến mấy phải đến và phải đi đến tận cuối động để có thể trải nghiệm với cảm giác mệt như thế nào, mà mệt thì nó sẽ sướng ra sao. Bye bye và hẹn gặp lại.